Người đàn ông xông vào ngân hàng, cướp đây, mau giao tiền ra. Đây là thứ gì vậy? Đây là đồng yên Nhật, anh Giai à? Tôi cần thứ này làm gì? Tôi cần đô la. Hết rồi anh Giai, vừa bị người Nhật lấy mất rồi. Sao vậy? Bọn họ cướp của các anh sao? Không phải anh Giai, bọn họ đổi tiền. Vậy anh có thể đổi từ yên sang đô la cho tôi. Hết rồi anh Giai, các người không phải ngân hàng sao? Tiền đâu? Đây là nơi đổi tiền, ngân hàng ở phía đối diện. Toàn bộ giơ tay lên, cướp đây. Tên cướp không lấy được tiền mà còn bị cảnh sát bao vây. Quentin bỏ chạy trốn vào trong rạp chiếu phim. Lúc này màn hình đang chiếu phim Kỳ Băng Hà, người xem đều là trẻ em. Quentin cũng chạy lại xem, thế là không bỏ chạy nữa. Một người đàn ông to cao ở giữa đám trẻ, khi cảnh sát tìm tới, gã vẫn xem không rời mắt, kéo ra ngoài rồi vẫn lao vào xem cho bằng được. Đây là bạn tù đầu tiên của Quentin. Chào anh Giai, tôi tên là Quentin, đang ăn à? Anh béo như lợn rồi, mà còn ăn, mặt béo như hai cái mông vậy. Vừa nói vừa cười, anh bạn tù nổi giận lao vào đấm tới tấp. Tôi không biết gì cả, hai bọn tôi đang nói chuyện, hắn bỗng lao về phía tôi. Nhà tù hết cách chỉ đành đổi bạn tù cho gã. Chào anh Giai, tôi tên là Quentin. Anh Giai đen thật đó. Người châu Phi sao? Người Andres, cũng là người châu Phi mà. Tôi là người Andres, người Andres chính là người châu Phi. Cứ như vậy nhà tù phải liên tục đổi bạn tù cho Quentin. Thống đốc cũng sắp phát điên, muốn đuổi gã về bệnh viện tâm thần. Viện trưởng bệnh viện tâm thần kiểm tra Quentin, kết quả cũng bị gã chọc cho phát điên. Sau đó viện trưởng nói với thống đốc tinh thần của gã không có vấn đề, gã chỉ là ngốc hơn ngốc gấp 10 lần thôi. Bệnh viện tâm thần của tôi không chứa nổi, đề nghị ông xây viện kẻ ngốc cho gã. Hôm đó Quentin lại đuổi thêm một bạn tù, cảnh sát bên cạnh nảy ra một ý. Khi quản tù sắp xếp cho Quentin vào phòng của sát thủ mặt lạnh Ruby, lý trí của Ruby vô cùng kiên định, không dễ đụng vào, trái ngược hoàn toàn với Quentin. Trước khi Ruby vào tù có qua lại với gái có chồng nhưng ông chồng xã hội đen của bạn gái không chịu. Vào hôm phát hiện bị vợ cắm sừng liền cho người chôn sống vợ, Ruby đâm ra oán hận, lập mưu báo thù ông chồng. Thế là vào hôm ông ta đi cướp ngân hàng, Ruby đã chặn đường cướp đi số tiền đó. Mặc dù cướp tiền thành công nhưng ông cũng bị cảnh sát tống vào tù. Nhưng trước khi vào tù, ông đã giấu 20 triệu đô số tiền cướp được. Cho dù cảnh sát hỏi thế nào, ông đều không chịu nói. Bây giờ có cái máy nói Quentin, cảnh sát không tin Ruby có thể chịu được. Quentin lại có bạn tù mới, vô cùng vui mừng, khen ngợi Ruby hết lời, khen ánh mắt của ông rất có hồn, giống như con ngựa hoang. Anh biết ngựa có tâm trạng khác nhau sẽ có tiếng kêu khác nhau không? Quả nhiên Ruby không chịu đựng nổi đêm đó, may mà Quentin phát hiện ra, sau chuyện đó thống đốc tới an ủi gã nhưng không biết nói thế nào. Vậy thì sau này gã ở một mình nhưng gã không nghĩ như vậy. Gã thấy Ruby rất cô độc, là người bạn nửa ngày, gã không thể để Ruby cô đơn mãi được. Thế là gã bẻ lọ sắt rồi cũng cà cà lên cổ tay. Trời ơi, tìm được anh thật khó. Cũng không biết Ruby lúc này cảm thấy thế nào, trong lòng chỉ muốn chết quách đi cho xong. Quentin ngồi xuống giường bên cạnh lập tức tiễn ông lão đi, y tá nhanh chóng có mặt. Ôi anh không nhìn thấy có người trên giường sao? Chuyện đến nước này bác sĩ đi tới cũng chỉ nói câu thôi bỏ đi, dù gì ông ấy sống thêm cũng khổ. Vậy thì tốt rồi, y tá lại nói ông cũng không thể ngồi lên trên nữa. Cứ như vậy Quentin được nằm lên giường kế bên Ruby, có sự bầu bạn của gã, Ruby sắp trầm cảm tới nơi. Viện trưởng bệnh viện tâm thần tới nói với Ruby, nếu không chịu nói chuyện tôi chỉ đánh đưa anh đến bệnh viện tâm thần. Ruby vẫn không nói gì, Quentin không vui chút nào, mãi mới có người anh em chí cốt, không thể bỏ qua như vậy. Tôi cũng muốn đi theo, không cho tôi đi tôi đâm đầu vào tường, tin không? Nhưng viện trưởng vẫn từ chối. Để đề phòng Ruby vượt ngục, viện trưởng nói sẽ tiêm anabolic cho ông, loại thuốc này sẽ khiến ông không còn minh mẫn nữa. Và lúc bác sĩ chuẩn bị tiêm cho ông, Ruby mở miệng nói chuyện, tôi cho anh 100.000 đô, giúp tôi thoát khỏi đây. Tôi là người như vậy sao? Tôi có thể trả tiền trước. Ok, chốt đơn. Nhưng số tiền này không phải đích thân Ruby đưa, mà là ông bảo bác sĩ đi tìm ông trùm xã hội đen đòi tiền. Ruby bảo ông cứu hắn, không thì đừng hòng có được 20 triệu đô nữa. Ông trùm tức đến bật cười, hắn cướp tiền của tôi mà còn muốn tôi cứu hắn. Tôi giống kẻ ngốc vậy sao? Ông không cứu hắn, hắn sắp phát điên rồi, ông trùm nói cứu thì cứu. Để đề phòng bị nghi ngờ, ngày nào bác sĩ cũng kéo Ruby ra ngoài đi bộ hai vòng. Quentin thấy Ruby ngây ngây ngốc ngốc, đi không vững, trong lòng vô cùng thương xót. Thế là gọi cho người bạn nghiện rượu của mình, muốn cùng Ruby vượt ngục. Không may là kế hoạch vượt ngục của ông trùm sắp xếp cùng một ngày với Quentin. Bác sĩ đang dìu Ruby ra ngoài, bỗng một cái lồng trên trời đáp xuống. Quentin vội vàng đẩy Ruby đi vào. Ruby ngơ ngác, chuyện gì thế này? Quentin hào hứng nói tôi chuẩn bị đó. Ruby tức giận nói tôi cần anh cứu sao? Bác sĩ vội gọi điện báo cảnh sát. Alo, chỗ chúng tôi có kẻ vượt ngục. Khoan đã, bọn họ quay lại rồi. Xin chào, đây là bệnh viện tâm thần, hai bệnh nhân đó lại trốn rồi. Rất nhanh tiếng còi xe cảnh sát vang lên, ông lái xe nghe thấy tiếng còi vội co giò bỏ chạy, để lại Quentin với Ruby mắc kẹt trên không. Ruby tức xì khói, anh đừng trách tôi, có trách ông kia nhát gan. Lúc này một chiếc xe đậu bên cạnh họ, vừa hay bọn họ nhảy xuống thoát khỏi cảnh sát. Ruby thấy Quentin cứ bám theo mình. Tôi biết anh là gián điệp của cảnh sát, muốn theo tôi để tìm ra 20 triệu đó. Tuy anh nhìn ngu ngu nhưng thực ra rất thông minh, nhưng tôi thông minh hơn anh không lừa nổi tôi đâu. Nghe thấy lời này Quentin cũng hí hửng, sống hơn nửa đời người lần đầu tiên có người khen gã thông minh. Không thể bỏ lỡ người bạn như Ruby được. Lúc này đàn em, ông trùm xuất hiện, muốn đưa Ruby đi. Quentin không chịu, tóm lấy hai tên đàn em ném ra ngoài, rồi lái con xe bỏ chạy. Ông trùm gọi điện tới, hỏi đàn em làm đến đâu rồi, chẳng ra sao cả, tắm rửa sạch sẽ đợi tôi. Trên đường Quentin nói xe này đẹp đấy, trước kia tôi từng trộm một chiếc nhưng bị bắt ngay sau đó. Vì chiếc xe này có hệ thống định vị, Ruby hét lên sao không nói sớm.
Quentin ngơ ngác nói anh cũng có hỏi đâu. Khi mở bản đồ quả nhiên có chiếc xe đang đuổi theo phía sau, hai người lập tức vứt xe lại, lẻn vào trong một biệt thự, muốn mượn hai bộ quần áo, nhưng chủ nhà quá nhỏ con mà không vừa. Lúc này bà vợ đi vào, hai người nhìn thấy cũng hợp đó. Hai người lại mượn tạm xe của chủ nhà, ra ngoài thấy hai đứa nhóc đang trộm chiếc xe, hai người nghĩ cũng được, giúp bọn họ đánh lạc hướng cảnh sát, hai người mau chóng bỏ chạy. Ở một đoạn đường nọ, xã hội đen chặn đầu chiếc xe. Tôi là trẻ vị thành niên, các anh chẳng làm gì được tôi. Không làm gì được à? Lúc này Ruby và Quentin cũng đuổi đến, sau khi hạ gục đối thủ rồi lại lấy xe bỏ chạy. Ông trùm lại gọi điện tới hỏi làm tới đâu rồi, chẳng sao cả, tắm rửa sạch sẽ đợi tôi. Ông trùm quát lên, ít ra cũng phải để một con xe tôi chứ. Ruby mới nói có để lại một chiếc, ông trùm lại gọi sang con xe kia. Biết được Ruby sắp tới đây, ông ta gọi đàn em mau tới bảo vệ mình. Để đến chỗ ông trùm trước Ruby, đám đàn em đi đường tắt, Ruby xem bản đồ có lòng tốt gọi cho bọn chúng. Con đường đó đang thi công, tôi khuyên các anh nên đổi đường khác, bọn chúng không tin. Bây giờ phải làm sao? Còn làm sao được nữa? Alo, đồn cảnh sát, xe của chúng tôi bị trộm rồi. Phải nói rằng chiêu gậy ông đập lưng ông này rất hiệu nghiệm. Ruby và Quentin chỉ đành bỏ xe trốn chạy, chạy ra ngoài đường. Thấy đối diện có tấm gương, Quentin chỉ tay nói hai chúng ta kia. Lúc này hai tên côn đồ chặn đường bọn họ, cướp đây, mau giao tiền ra. 10 phút sau, hai tên côn đồ mặc đồ nữ tới đồn cảnh sát báo án. Đáng đời, các anh đi cướp không xem ngày à? Ngay sau đó Ruby và Quentin bắt gặp tên cướp điện thoại. Ruby lấy lại điện thoại ném tên cướp vào thùng rác. Khi người phụ nữ tưởng Ruby sẽ trả lại điện thoại cho mình, ông lại gọi điện cho ông trùm tắm sạch sẽ đợi tôi. Tôi lập tức có mặt. Lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Má ơi! Hai người trốn vào nhà kho, Ruby vẫn nghi ngờ Quentin, đề nghị hai người ai đi đường đấy. Quentin không đồng ý, thế là bị Ruby cho ăn một đấm. Ruby vừa định rời đi, hai cảnh sát đi tới. Trong lúc không biết làm sao, Quentin đột nhiên lao tới. Hai người nhanh chóng hạ gục cảnh sát. Quentin giận dỗi hỏi tại sao lại đánh tôi. Ruby cạn lời, không muốn kỳ kèo với tên ngốc, mau chuồn thôi. Lúc này một cảnh sát tỉnh lại bắn trúng Ruby. Quentin không thủ dai, trộm xe cảnh sát đưa Ruby bỏ chạy. Ruby nói đổi sang xe khác đi, xe này quá nổi bật. Quentin lập tức dừng xe bên đường rồi lại trộm xe khác. Đúng vậy, vẫn là xe cảnh sát. Ruby tức muốn xì khói, tôi bảo anh đổi xe cảnh sát, tại sao anh lại trộm một chiếc xe cảnh sát khác? Nhưng bọn họ không cùng một xe. Ruby tức giận hét lên, có gì khác nhau sao? May mà lúc này có người tới hỏi đường, vừa hay tự đâm đầu vào dọ. Quentin và Ruby đến một khách sạn bỏ hoang. Sau khi giúp Ruby băng bó vết thương, Quentin lại bắt đầu nói không ngừng. Nói khách sạn này cũng được, muốn sau này cùng Ruby mở một quán rượu nhỏ. Tên quán cứ gọi là nhà của hai người bạn. Ruby vô cùng cảm động, nói sẽ trả thù lao cho Quentin. Nhưng thôi đừng hợp tác nữa, mạng tôi sớm hẹo lắm. Đang nói thì một cô gái lang thang đi vào, Ruby lập tức trúng tiếng sét ái tình. Vì cô gái này rất giống bạn gái cũ của ông, chỉ là bị phản đối, sau đó bạn gái bị chôn sống. Thấy Ruby thích cô gái như vậy, Quentin cảm thấy như thất tình, vô cùng buồn bã. Đến tối lăn đi lăn lại không ngủ được, Quentin liền lấy điện thoại gọi cho ông trùm, nói mình biết Ruby ở đâu, ngày mai đưa địa chỉ. Hôm sau Ruby đến nghĩa trang, đào được dương tiền ở một nấm mồ, lấy một sấp tiền cho cô gái, khuyên cô gái hãy sống thật tốt. Mặc dù không biết ông có ý gì với mình nhưng cô gái rất cảm động, liền nói chuyện Quentin tối qua gọi điện cho ông trùm cho Ruby. Ruby biết Quentin cố tình làm vậy để đánh lạc hướng tên trùm để bọn họ trốn đi. Khi Ruby quay về, Quentin sắp bị đánh chết rồi. Ruby cứu gã rồi tương kế tiểu kế, ngoan ngoãn theo bọn đàn em quay về. Sau đó nhân cơ hội đánh lén, Ruby nổ súng liên tiếp bắn gục đám đàn em, nhưng bản thân cũng bị ông trùm bắn vào đùi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng súng vang lên, ông trùm gục dưới đất là Quentin. Ông trùm trước khi hẹo vẫn bắn trúng Quentin một phát. Ruby tưởng gã cũng hẹo rồi, liền đỡ dậy khẩn khoản nói với Quentin đừng chết. Sau này tôi sẽ không xa lánh anh nữa, chúng ta mở quán rượu tên nhà của hai người bạn được không? Quentin nghe xong vô cùng vui mừng, lúc này cảnh sát cũng có mặt, Quentin không đánh cũng khai. Chúng tôi giết ông trùm, anh mau thả chúng tôi ra, chúng tôi còn có chuyện khác phải làm, thằng ngu. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Ruby and Quentin. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Nếu thấy hay thì bình luận số 1, thấy cũng bình thường thôi thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.